trong đi. Hôm nay thằng em nó cho một cây ớt siêu mini này. Mang về trồng thử ở đây không biết có sống không. Cây ớt này là nó mọc hoang dại ở ngoài bờ gạch. Bé tí đã có quả. Quay cho bạn xem cho nó vui. Xong là xoay xoay cho các bác xem. Từ bé ra mấy chục năm rồi mới nhìn thấy cây ớt như này. Quả to có mấy lần thân. Quay cận cảnh luôn cho bác xem, không phải bảo gắn gắn quả vào. Cầm lên xoay tròn một cái xem. Quay hướng quả ra. Bonsai mini, siêu mini. Chơi Tết. Đây, cái cuống của nó đây. Siêu mini. Đặt ở đây so sánh với mấy cây cúc với mấy cây cải con. So sánh luôn với lại mấy cây xà lách mới trồng mới con. Yeah, tí xíu. Đây. Đây là cây ớt thật nha các bạn nhé. Có quả thật đấy, không phải quả gắn đâu. Ít thôi. Rồi. Đây. Quay cho các bác xem này.